Duy Đất mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Hiện nay thì em Duy đang có mặt tại con đường trục chính N1 dự án Phùng Thịnh 8 các anh chị. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay thì em Duy sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà mặt tiền con đường trục chính N1 này. Rất là phù hợp với kinh doanh buôn bán nha các anh chị. Ở đây thì ngay cái khúc ngã tư giao quả đường N1. Đây, ngay ở căn góc luôn các anh chị, đây là cái nhà thuốc Minh Chính này. Ở đây kinh doanh buôn bán san sát luôn các anh chị. Đó. Và hôm nay em chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình một cái căn nhà tại trục đường chính N1 dự án Phùng Thịnh 8, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương các anh chị nhé. Ngôi nhà hôm nay thì nó có tổng diện tích đất là 72m² các anh chị. Bên này thì có một tiệm sửa xe. Nhà xây dựng khu vực này là một trệt một lầu, quy hoạch một trệt một lầu các anh chị. Ngôi nhà hôm nay em chia sẻ cô chú anh chị mình đây. Ngôi nhà một trệt một lầu. Lúc trước thì chủ nhà xây căn nhà này lên và cho thuê để kinh doanh làm nail spa các anh chị, làm nail làm tóc ha. Hiện nay thì chủ nhà lấy lại và chủ nhà bán. Căn nhà này rất là đẹp và nó có cái giá phải nói là nó rẻ nhất trục đường chính N1 tại dự án Phùng Thịnh 8 này luôn các anh chị. Thì bây giờ em sẽ vào bên trong để em chia sẻ chi tiết tới quý cô chú anh chị mình ha. Trước nhà thì cái vỉa hè 3m này chủ nhà họ đã cái tiệm mà làm móng làm nail làm tóc trước cái các anh chị. Đó, họ đã làm trải cái thảm cỏ giả này. Thảm cỏ nhân tạo đấy các anh chị. Và căn nhà này thì có bề ngang là 4m nha các anh chị nhá. 4m. Bề sâu là 18m các anh chị. Cửa thì có hai lớp, một lớp cửa kiếng và một lớp cửa cuốn. Và bây giờ em sẽ mời tất cả cô chú anh chị mình chúng ta vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà này xây dựng nên để kinh doanh các anh chị, nên là phía bên dưới tầng trệt này thì rất là thông thoáng luôn. Thẳng vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái vách ngăn. Có một cái vách ngăn bằng kiếng để ngăn với cái khu vực phía bên ngoài mình làm tóc, làm nail ha. Ngôi nhà này thì theo em thì nó rất là phù hợp với các anh chị nào mà mình mua về mình ở phía trên và bên dưới mình kinh doanh buôn bán được. Dân ở trong cái khu vực Phùng Thịnh 8 này thì hiện nay đã nấp vào khoảng 80% rồi nha các anh chị. 80% rồi. Còn khoảng 20% nữa thôi. Nhà ở đây thì đa số là người dân về ở đông nha các anh chị. Ở rất là nhiều. Ở nhiều hơn dự án Phùng Thịnh 6, 9, 10. Ở khu vực phía trong này là một cái nhà bếp và một nhà vệ sinh. Nhà bếp thì được trang bị là tủ bếp trên, tủ bếp dưới và có cái máy hút mùi luôn rồi các anh chị ha. Ở đây là một cái nhà vệ sinh có vòi sen tắm. Lavabo thì ở phía bên ngoài các anh chị. Đây thì là một cái lối thoát hiểm phía sau các anh chị nhé. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên tầng phía bên trên. Căn nhà này thì chủ nhà xây mục đích là lúc đầu là để kinh doanh các anh chị. Nên là chủ nhà họ không có làm riêng ra cái phòng riêng nha các anh chị nhé. Chủ nhà để một cái không gian thoáng như thế này này. Diện tích đất thì rất là dài luôn các anh chị, 18m ạ. Chủ nhà sẽ chia ra. Đây anh chị ha, một cái phòng ở phía bên này, cầu thang thì ở giữa. Ở phòng phía trong này thì chúng ta có một cái máy lạnh, một nhà vệ sinh và một phòng. Có cửa sổ thông thoáng nha anh chị, có cửa sổ để lấy không khí rất là thông thoáng. Cửa trên này thì được làm bằng cửa nhôm kính nha các anh chị ha.
Phía trước này chúng ta sẽ còn một cái phòng nữa. Đây các anh chị này, một cái phòng có máy lạnh luôn. Và đây là khu vực ban công các anh chị. Khu vực ban công ha. Ban công này là mình view ra cái trục đường chính N1 7m này, vỉa hè mỗi bên 3m các anh chị. Đó, rất là đẹp. Và các anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán đa ngành nghề ở khu vực này được. Các anh chị nhận xét gì về căn nhà này? Căn nhà này rất là phù hợp để cho các anh chị mua về ở cũng như là kinh doanh bên dưới. Với cái mức giá thì rất là rẻ luôn, phải nói là rẻ nhất ở cái trục đường chính N1 dự án Phương Thịnh 8 này luôn các anh chị. Chủ đang gửi em căn nhà này với mức giá chỉ có 3 tỷ 100 triệu thôi các anh chị. 3 tỷ 100 triệu. Hiện nay đất ở trục đường chính N1 này nó vào khoảng 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 rồi. 2 tỷ 8, 2 tỷ 9 rồi các anh chị nhé. 72m2. Bề ngang là 4m. Nếu như mà quý cô chú anh chị nào mình quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ với em Dư qua số điện thoại em để dưới phần mô tả. Cảm ơn tất cả các anh chị đã coi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video review về bất động sản tiếp theo. Em Dư chuyên nhà đất Dĩ An, Bình Dương.